chào cả nhà, Quỳnh Như và Cửa Sổ Công Nghệ đã quay trở lại rồi đây. Trong tuần qua thì thế giới công nghệ đã có rất nhiều sự kiện, chẳng hạn như là siêu phẩm mới của Samsung chính thức trình làng nè, rồi thông tin về iPad mini mới. Ngoài ra thì còn có cách tự setup nhà thông minh tại gia và đặc biệt là câu chuyện chưa kể về Elon Musk nữa. Tất cả sẽ được Quỳnh Như và anh Vĩnh Phú bật mí ngay sau đây. iPad mini 2021 nhiều khả năng sẽ tăng kích thước màn hình. Nhật Bản ra mắt công nghệ nhận diện khuôn mặt ngay cả khi đeo khẩu trang. Công nghệ Việt sẽ thay đổi gì trong năm nay? Siêu phẩm mới nhà Samsung, nét đột phá hay bước thụt lùi? TikTok, tự setup hệ thống nhà thông minh tại gia. Elon Musk, chuyện chưa kể. Các bạn ơi, trong những tuần gần đây thì Quỳnh Như đã nhiều lần chia sẻ cho mọi người thông tin về việc Apple đang lên kế hoạch sản xuất xe điện rồi đúng không nào? Và việc này không còn là tin đồn nữa hay là một dự định nào nữa đâu mà đã bắt đầu được táo khuyết xúc tiến thực hiện rồi đó. Cụ thể thì mới đây hãng xe Hyundai của Hàn Quốc đã xác nhận đang tiến hành thảo luận với Apple để phát triển xe tự lái sử dụng động cơ điện. Phát ngôn viên của Hyundai cho biết là chúng tôi biết rằng Apple đang thảo luận với nhiều nhà sản xuất xe ô tô trên toàn cầu, bao gồm cả Hyundai Motor. Cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa có gì được quyết định. Theo các nhà nghiên cứu thị trường thì chiếc xe ô tô điện tự lái của Apple sẽ là một dự án mới đột phá của nhà táo, bởi vì nhiều năm nay hãng đã không ra thêm sản phẩm mới nào thực sự đột phá mà chỉ phát triển, nâng cấp những thiết bị của mình mà thôi. Nhưng để chính thức được nhìn thấy chiếc Apple Car thì có lẽ chúng ta phải chờ ít nhất là 5 năm nữa vì mọi chuyện hiện tại vẫn đang ở những bước đầu. Trong năm vừa qua, dịch COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất của Apple bị gián đoạn, nhưng doanh số các sản phẩm của hãng này thì vẫn tăng chứ không hề giảm, đặc biệt là iPad. Chính vì vậy nên một số thông tin đã tiết lộ rằng Apple đang dự định sẽ ra mắt dòng iPad mini thế hệ tiếp theo vào tháng 3 sắp tới. Dù được sắp vào hàng mini nhưng chiếc iPad này có màn hình lớn hơn, dự kiến là 8,4 inch so với các đàn anh đàn chị chỉ có là 7,9 inch như hiện nay. Một điểm đáng lưu ý nữa là iPad mini sắp ra mắt sẽ có Touch ID ở viền dưới, chứ không tích hợp trên nút nguồn như của iPad Air mới. Nếu điều này thành sự thật thì có nghĩa là khung hình của chiếc iPad mini tiếp theo này sẽ hẹp hơn. Còn về chip thì tất nhiên khả năng cao sẽ là A14 Bionic rồi, vì không thể nào một sản phẩm chào sân 2021 của nhà táo lại đi sử dụng các dòng chip cũ thấp hơn được đúng không cả nhà? Và một thông tin vui dành cho những ai thường hay sử dụng TikTok và đang sở hữu iPhone 12 Pro hoặc là iPhone 12 Pro Max. Và hiện tại, theo như cập nhật, thì ứng dụng này đã bắt đầu hỗ trợ máy quét LiDAR trên iPhone 12 Pro nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cụ thể như thế nào thì TikTok bổ sung thêm hiệu ứng chào mừng năm mới vào trong ứng dụng này, tương tự như quả bóng rơi tại quảng trường thời đại Mỹ vào đêm giao thừa. Sau khi đếm ngược, quả bóng sẽ rơi xuống rồi phát nổ, bật ra hoa giấy và bong bóng với dãy số 2021 khá là hấp dẫn. Hiện tại thì TikTok đã triển khai ứng dụng AR mới này trên phạm vi toàn cầu, trừ một số quốc gia. Và mặc dù các hiệu ứng vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng mà như cảm thấy như vậy cũng khá ổn rồi. Mọi người, nếu mà chúng ta đang cầm một chiếc iPhone 12 Pro Max hay là 12 Pro, thì hãy mở TikTok ra và cùng thử với Như nhé. Trong khi TikTok thêm tính năng mới thì Facebook lại tiến hành gỡ bỏ nút like trên trang đó cả nhà. Facebook cho biết là thiết kế trang mới sẽ tập trung vào người theo dõi thay vì lượt like để giúp người sáng tạo có thể đo lường chính xác hơn. Ngoài việc bỏ nút like thì Facebook cũng bổ sung định dạng hỏi và đáp mới cho phép trang tương tác với người hâm mộ. Và giờ đây thì người dùng có thể đặt câu hỏi về các chủ đề nhất định mà chủ sở hữu trang biết. Ngoài ra thì quản trị viên có thể là chuyển đổi giữa hồ sơ cá nhân và trang mà họ quản lý. Hiện tại thì những thay đổi này mới được Facebook tung ra thôi và để triển khai trên phạm vi toàn cầu thì sẽ còn phải chờ thêm vài tháng nữa. Chắc ban biên tập và Như cũng đang dự định lập một trang cho Cửa Sổ Công Nghệ để update những thông tin nhanh nhất đến cho mọi người. Cả nhà thấy sao nào? Nếu mà các bạn đồng ý thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho Như và ban biên tập biết nhé. Cách đây vài tuần thì thế giới công nghệ đã nổ ra một cuộc chiến khá là ầm ĩ giữa Facebook và Apple. Nguyên nhân xuất phát từ việc Apple thay đổi chính sách về quyền riêng tư trên iOS 14. Dù đã lên tiếng phản pháo chỉ trích Apple nhưng trước sự cứng rắn của nhà táo thì Facebook đành phải chấp nhận, tuân thủ theo các yêu cầu. Tuy nhiên, mạng xã hội nổi tiếng thế giới cũng nhấn mạnh rằng việc này sẽ có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp khác, không chỉ riêng Facebook về lâu dài. Đáp lại những lời chỉ trích thì than phiền của Facebook, Apple khẳng định rằng những chính sách mới của hãng chỉ nhằm giúp người dùng có quyền lựa chọn cho phép các ứng dụng theo dõi hoặc là không, thay vì bị theo dõi âm thầm như hiện nay.
Chuyển sang một số thông tin khác nào cả nhà ơi, vừa qua tập đoàn Intel đã công bố một hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới sử dụng camera cảm biến độ sâu RealSense của hãng từ năm 2019 với tên là ID RealSense. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp quyền truy cập vào khóa thông minh, máy ATM, thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng và nhiều thiết bị khác chỉ trong nháy mắt. Tốc độ thì như đoán là cũng nhanh tương tự như cách chúng ta mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt vậy đó, nhìn vào cái là xong. Phía Intel còn cho biết là hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới này có thể hoạt động trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, bất kể là chiều cao và nước da của người dùng. Đồng thời, hệ thống này còn được trang bị công nghệ chống giả mạo giúp giảm tỷ lệ sai sót, bị đánh lừa bằng ảnh hoặc video xuống còn 1 trên 1 triệu. Thông tin tiếp theo đây cũng liên quan tới công nghệ nhận diện khuôn mặt nhưng có phần mới lạ hơn một tí. Mới đây thì công ty NEC ở Nhật Bản đã tuyên bố là phát triển thành công hệ thống có thể là nhận diện khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang. Hệ thống của NEC xác định đối tượng bằng cách là kiểm tra những bộ phận gương mặt không bị khẩu trang che khuất, ví dụ như là vùng mắt, lông mày và trán. Hệ thống có thể là nhận diện những người đeo khẩu trang trong vòng chưa đầy một giây với tỷ lệ chính xác lên đến 99,9%. Tuy nhiên, trước đó người dùng phải cung cấp ảnh chụp toàn bộ gương mặt mình cho hệ thống. Như thấy công nghệ này rất là hay và cực kỳ cần thiết trong thời điểm hiện nay luôn. Nếu được áp dụng rộng rãi thì sau này khi đến sân bay, nhà ga hay là những nơi đông người thì chúng ta sẽ không cần phải tháo khẩu trang xuống nữa, vừa an toàn lại đảm bảo an ninh nữa. Quá tuyệt vời! Trong năm qua thì dịch bệnh đã khiến hầu như tất cả mọi hoạt động đều bị tê liệt. Chúng ta cũng không còn tự do để có thể là đi du lịch vui chơi ở bên ngoài như trước nữa. Vậy thì mọi người nghĩ sao nếu mà chúng ta chỉ ở yên trong một không gian, thậm chí là trong một căn phòng nhưng vẫn có thể đi du lịch và chơi trò chơi? Ý tưởng này nghe qua thì có vẻ khó nhưng đã được Trung Quốc hiện thực hóa bằng một công viên giải trí đặc biệt có sự kết hợp giữa công nghệ 5G và thực tế ảo mở rộng XR tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây. AR hay VR thì chắc mọi người đã nghe nhiều rồi đúng không nào? Còn XR thì hơi mới đúng không? Vậy thì để Như hỏi chị Google cho cả nhà nha. Chị Google ơi, XR là gì vậy? Thực tế ảo mở rộng XR Extended Reality là thuật ngữ dùng để gọi chung cho các công nghệ nhập vai như VR, AR. Nhà sáng lập của đơn vị thiết kế công viên này cho biết là khi bạn đeo kính thực tế ảo tăng cường AR lên, nền văn hóa của Liễu Châu sẽ bừng sống trước mặt bạn. Và chưa hết đâu, khi đến tham quan tại đây, du khách còn có thể tận hưởng các trò chơi mô phỏng như là nhảy dù hay trượt tuyết, rất hấp dẫn và sống động như thật luôn. Trong tuần qua thì thông tin nổi bật nhất được rất nhiều người bàn tán chính là việc Elon Musk chính thức vượt qua ông chủ của Amazon là Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới. Tỷ phú Elon Musk làm được điều này là nhờ cổ phiếu của Tesla tăng mạnh, đưa khối tài sản của ông vượt qua Jeff Bezos trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới, theo thống kê của Bloomberg. CEO của Tesla hiện sở hữu là 194,8 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn 9,5 tỷ đô la Mỹ so với ông chủ của Amazon. Trong năm vừa qua thì trên bảng xếp hạng các tỷ phú không ai có sự thay đổi về mặt tài sản nhanh đến mức chóng mặt như Elon Musk. Theo thống kê thì vị tỷ phú này đã có thêm 165 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng một năm thôi đó cả nhà. Quay lại với một số thông tin trong nước nào mọi người ơi, năm vừa qua bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực thì đại dịch Covid-19 cũng góp phần thúc đẩy công nghệ thế giới phát triển. Và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang là nỗi lo lắng thì các nhà sản xuất, các nhà phát triển ứng dụng đang hướng tới nhiều giải pháp công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu người dùng. Nếu ở ngoài đường chúng ta có khẩu trang kháng bụi để bảo vệ sức khỏe thì về nhà, việc trang bị một chiếc tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, loại bỏ vi khuẩn gây hại hiện đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Trong số rất nhiều sản phẩm có mặt trên thị trường hiện nay thì Panasonic đang là một trong những cái tên sáng giá cho dòng tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất. Chia sẻ về vấn đề này, ông Azuma Yusuke, trưởng phòng cấp cao phòng marketing, ngành hàng tủ lạnh, máy giặt Panasonic Việt Nam cho biết. Định hướng kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam trong 50 năm tiếp theo là chuyển mình từ công ty sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng thành công ty cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Việc phát triển các dòng sản phẩm diệt khuẩn là bước quan trọng trong việc hiện thực hóa định hướng này trước tình trạng ô nhiễm không khí và chất lượng thực phẩm đang là mối đe dọa với người dân. Bên cạnh các nhà sản xuất thì các nhà phát triển cũng đang nỗ lực để nhanh chóng hoàn thiện ứng dụng của mình, đảm bảo phù hợp hơn với người dùng trong thời đại mới. Mà trong số các ứng dụng trên điện thoại thì Như tin là ai cũng đã cài Momo rồi đúng không nào? Vậy thì mọi người hãy cùng Như tìm hiểu xem trong năm nay Momo sẽ tập trung phát triển lĩnh vực gì nha. Chiến lược thì rất là nhiều nhưng
mình muốn tập trung vào một số mảng lớn trong năm sau, đặc biệt là phần các giải pháp công nghệ để giúp cho các cái nhà bán hàng. Tức là cũng phải nói là Momo thì đã làm khá tốt cái việc phát triển hệ thống người dùng. Tuy nhiên thì như qua đợt dịch vừa rồi thì mình nhìn thấy là Momo vẫn chưa thực sự mang lại nhiều lợi ích cho phía người bán hàng. Và mình hy vọng là với các cái giải pháp mới thì tụi mình có thể mang lại được nhiều giá trị hơn, và như vậy cũng có thể tạo ra được một cái hệ sinh thái nó mạnh mẽ hơn. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 góc nhìn công nghệ. Trong tuần qua, siêu phẩm mới của dòng Galaxy S của nhà Samsung đã chính thức lộ diện. So với phiên bản tiền nhiệm thì chiếc flagship này được đánh giá cao hơn và ăn điểm ở cụm camera. Nếu so sánh với thiết bị cao cấp gần nhất của Samsung là chiếc Note 20 thì quả là một trời một vực. Camera trên Galaxy S mới tinh tế và nhìn sang trọng hơn rất là nhiều luôn. Với kiểu thiết kế camera này thì chiếc Galaxy S của Samsung đã tạo cho mình được một điểm nhấn nổi bật riêng biệt mà chưa có hãng nào trên thị trường hiện nay làm được. Về tổng thể thì Galaxy S21 có màn hình 6,2 inch, trong khi S21 Plus có màn hình 6,7 inch. Cả hai điện thoại đều có màn hình hỗ trợ tốc độ làm tươi 120Hz. Một điều khá ngạc nhiên là giá bán của bộ đôi này lại giảm so với người tiền nhiệm S20. Cụ thể, S21 sẽ được bán ra với giá là 799 USD và S21 Plus là 999 USD, rẻ hơn khoảng 200 đô so với Galaxy S20. Thời gian chính thức mở bán sẽ vào cuối tháng này. Vậy thì sản phẩm mới này có gì thú vị? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cùng Quỳnh Như và anh Vĩnh Phú nhé! Bên cạnh bộ đôi mà Quỳnh Như vừa chia sẻ thì tại sự kiện Unpacked 2020 vừa qua, Samsung đã trình làng anh cả của dòng Galaxy S mới, đó chính là Galaxy S21 Ultra với màn hình 6.8 inch, độ phân giải là Quad HD Plus và tất nhiên tần số quét vẫn là 120Hz. So với hai đàn em thì Galaxy S21 Ultra có nhiều lỗ hơn ở mặt lưng nha. Như các bạn thấy là chúng ta sẽ có tới 5 lỗ bao gồm cả camera và cảm biến. Còn tin đồn về Galaxy S sẽ được trang bị thêm bút S Pen thì sao? Đáp án đó hoàn toàn chính xác. Yeah! Anh cả của dòng Galaxy S mới có hỗ trợ bút S Pen để người dùng viết, vẽ và điều khiển chụp ảnh. Tuy nhiên, so với bút S Pen trên dòng Note thì chiếc bút này to hơn và S21 Ultra cũng không có khe cắm bút. Đây sẽ là phụ kiện rời được hãng bán kèm theo với một chiếc ốp lưng đặc biệt. Điểm chung của cả ba thiết bị này đó là đều bỏ củ sạc và cùng sử dụng chip Exynos 2001 tích hợp AI 5G mới ra mắt của nhà Samsung. Năm ngoái thì đã có khá nhiều người chê bai dòng chip Exynos do Samsung tự sản xuất rồi. Không biết năm nay với con chip mới này thì Samsung có thành công chiếm được cảm tình của người dùng không đây? Rồi chuyển sang các sản phẩm tiếp theo nào. Bên cạnh dòng smartphone Galaxy S21 thì Samsung cũng đã chính thức giới thiệu tai nghe True Wireless Galaxy Buds Pro. Có thể nói là Galaxy Buds Pro là một đứa con lai khi sở hữu thiết kế dạng nhét tai in-ear tương tự như là Galaxy Buds Plus, nhưng lại có mặt ngoài bóng bẩy và hộp sạc trông giống như là Galaxy Buds Live vậy đó. Galaxy Buds Pro có 3 micro cùng với bộ nhận diện giọng nói còn được tích hợp công nghệ khử gió windshield. Thiết kế của sản phẩm giúp giảm diện tích ống tai tiếp xúc với gió, đảm bảo về chất lượng điện thoại ổn định. Nói chung thì nhìn qua là Vĩnh Phú thấy là khá là thích rồi đây. Còn Như thì lại thích SmartTag vừa được Samsung ra mắt hơn là tai nghe đó anh Phúc. SmartTag là thiết bị theo dõi nhỏ phát Bluetooth, giúp người dùng định vị được các đồ vật thất lạc như chìa khóa, điện thoại, thú cưng và bất cứ thứ gì nó được gắn lên. Nói chung là khá phù hợp với những ai hay quên đồ. Để tìm đồ thất lạc có gắn SmartTag thì mọi người chỉ cần bật ứng dụng SmartThingFind trên điện thoại, sau đó chọn File, rồi tìm đến thiết bị bạn muốn định vị và chờ tải xuống thông tin là xong. Về thiết kế thì Galaxy Smartag có hình thoi nhỏ gọn cùng một phần lỗ khoét nhỏ để người dùng móc vật dụng cá nhân vào thiết bị, rất nhỏ gọn và tiện lợi. Đó là sơ lược những sản phẩm của Samsung tại sự kiện Unpacked 2021. Hãy để lại quan điểm, bình luận, cảm nhận của các bạn về sản phẩm này ở phần comment ở bên dưới. Và ngay khi những sản phẩm này mở bán thì chúng tôi sẽ nhanh chóng trên tay để chia sẻ thêm nhiều thông tin mới dành cho cả nhà. Còn bây giờ thì hãy đến phần tiếp theo của cơ sở công nghệ nào. Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với Tech Talk, những cuộc trò chuyện công nghệ. Và trong Tech Talk ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề đó là tự set up hệ thống nhà thông minh Smart Home tại gia như thế nào. Và xin chào đón đến trường quay của FBNC của số công nghệ, anh Phạm Ngọc Được, là chuyên viên kỹ thuật công ty công nghệ DS miền Nam. Vâng, xin được chào anh Phú và chào khán giả của chương trình Cửa sổ công nghệ. Thì rất là vui ngày hôm nay được chương trình mời đến đây để tham dự cuộc talk show này.
Rồi bây giờ chúng ta đang nói đến nhà thông minh Smart Home. Có lẽ là Elon Musk đã nói là tất cả những vấn đề đều được bắt nguồn từ cái gốc rễ của nó. Như vậy thì các hạng mục cần thiết khi mà chúng ta cần phải để ý đến việc đó là setup nhà thông minh được chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Các hạng mục mà theo kinh nghiệm của được khi mà đã đi thi công các nhà thông minh á, thì được có một số cái kinh nghiệm đó là cái đầu tiên quan trọng nhất là cái phải là khảo sát thật là kỹ cái nhu cầu khách hàng cần gì. Có người thì quan tâm đến kiểm soát ánh sáng, có người quan tâm đến kiểm soát âm thanh, có người lại quan tâm đến an ninh. Đó là chúng ta cần phải kiểm khảo sát kỹ, rồi sau đó lên thiết bị và bố trí và thiết kế DJ sao cho hợp lý trong phòng của mình. Sau đó là chúng ta sẽ set up các thiết bị vào vị trí và kết nối chúng lại với nhau. Đó là những cái mà chúng ta cần phải chú ý nhất. Có một số những hạng mục như là mình cần lắp đặt thô hoặc là các thiết bị mình cần phải mua sắm từ trước thì sao? Được có lưu ý gì không? Có một cái lưu ý là nếu mà chúng ta mà nhà mà chúng ta chưa xây, chúng ta dự định xây thì chúng ta nên có định hướng trước cho nhà của mình. Chúng ta muốn thiết kế nhà mình chúng ta thông minh như thế nào thì chúng ta nên thiết kế trước, là nên có các đơn vị tư vấn để họ tư vấn cho chúng ta. Có thể là chúng ta cũng nghiên cứu rồi, có thể chúng ta đã biết một số vấn đề về nhà thông minh rồi, nhưng mà đôi khi công nghệ phát triển thì các cái đơn vị tư vấn nó sẽ có nhiệm vụ là họ sẽ tư vấn cho ta có thể là những giải pháp mà mình không bao giờ biết tới nhưng mà có thể áp dụng được trong nhà của mình. Ví dụ như là đơn giản, chúng ta hình dung là có thể là nhà thông minh chỉ là điều khiển ánh sáng thôi, bật tắt đèn công tắc chẳng hạn, là yêu cầu là alo điện thoại bật cái đèn ở nhà sẵn là bật. Mình nữa là người tiêu dùng, mình chỉ hiểu nôm na và đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đơn vị tư vấn đến thì bây giờ công nghệ giờ nó rất phát triển, chúng ta có thể điều khiển nhà thông qua cái việc là chúng ta có thể ra lệnh giọng nói chẳng hạn, hoặc là có thể nhà nó tự thông minh, nó sẽ tự lập trình theo cái thói quen làm việc của chúng ta. Đó là những cái mà chúng mà mình không biết được đó, mình phải có đơn vị tư vấn. Ngoài điều khiển đèn thì chúng ta có điều khiển được rèm cửa này. Rèm cửa luôn hả? Làm sao để điều khiển được rèm cửa? Tôi tưởng là đèn mới có cái sự kết nối chứ. Làm sao để kết nối vào bộ trung tâm? Đúng là tất cả các thiết bị điện của chúng ta, điện và các thiết bị điện tử trong gia đình chúng ta đều có thể kết nối được với hệ thống nhà thông minh cả. Bây giờ công nghệ rất là phát triển thì chúng ta chỉ cần gắn kết nối các cái bộ module rời và các thiết bị nhà chúng ta và nó kết nối với bộ trung tâm điều khiển. Và bộ trung tâm nó đưa về điện thoại chúng ta điều khiển trên smartphone thôi. Nãy được đã nói là mình là đèn là chắc chắn nè. Đèn chắc chắn. Rèm cửa nè. Rồi. Khóa cửa. Okay. Máy lạnh. Rồi. Máy lạnh là như thế nào? Máy lạnh mình sẽ kết nối như thế nào? Máy lạnh thì mình có thể là mình sẽ gắn thêm các thiết bị cảm biến trong gia đình. Nếu mà thời tiết mà nó quá nóng đi thì các thiết bị điều hòa chúng ta sẽ tự động, hệ thống sẽ tự động kích hoạt điều hòa để tự động bật lên. Có thể là hẹn giờ, có thể là tự động kích hoạt theo một điều kiện gì đó. Rồi. Đó là cái nhà thông minh, nó sẽ tự động làm cái việc đó. Rồi tiếp tục, còn gì nữa, còn cái thiết bị chúng ta có thể tích hợp vô các Google Home, Alexa để điều khiển hoạt động giọng nói. Đấy. Có nghĩa là bây giờ Vĩnh Phúc sẽ vẽ thử một viễn cảnh nha. Khi đó, khi mà mình set up nhà thông minh, có nghĩa là khi mà chưa về nhà thì tôi đã yêu cầu bằng smartphone hoặc là bằng giọng nói trên cái ứng dụng của nhà thông minh trên smartphone để đó là bật sẵn máy lạnh trong phòng, bật sẵn một bản nhạc mà Vĩnh Phúc yêu thích, rồi sau đó là rèm cửa sẽ tự động kéo ra. Tại vì khi mà mình ra ngoài thì lúc nào rèm cửa nó sẽ tự động đóng lại rồi, đúng không? Đó, để ngôi nhà sẽ luôn tràn ngập ánh sáng, đón bạn về nhà bằng âm nhạc du dương phù hợp với thị hiếu, phù hợp với gu trước. Là tất cả mọi điều đều có thể set up theo thời gian và set up từ trước bằng hệ thống nhà thông minh, đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi để làm được như vậy, mình đi sâu thêm nữa nhé, thì những cái điều nào là những cái điều mà mình cần phải cực kỳ lưu ý? Khi mà thiết lập nhà thông minh cực kỳ lưu ý vấn đề đó là các cái việc kết nối. Thì đối với nhà mà chúng ta chưa xây á, chúng ta thiết kế chưa xây, chúng ta lên dự định thì chúng ta có bên thiết kế vào rồi thì rất đơn giản. Khi nhà thô thì sẽ đơn giản. Rất là đơn giản, vào chỉ ráp thôi. Ý là tại mình biết trước rồi. Còn đối với nhà mà chúng ta đã có cái đã xây rồi, nhà hiện trạng, có nghĩa là nhà họ đang ở rồi. Đúng rồi, đang ở rồi thì hệ thống điện là hệ thống điện dân dụng bình thường. Thì nhưng mà đối với các thiết bị smartphone á, smart home á, thì chúng ta cần phải có đi thêm một số dây tín hiệu khác ngoài cái số dây mà truyền thống. Đấy. Cái đó hơi căng là phải đục rồi phải. Đúng rồi. Với lại là cái kết cấu thì cái thiết bị nó sẽ không phù hợp, có một số móc bóc trên tường chúng ta nó sẽ không phù hợp và chúng ta buộc phải là một chút đục khoét. Bắt buộc phải đục tường, mình cứ thẳng thắn với nhau là nếu mà nhà đã sẵn rồi là phải đục tường. Đúng rồi, phải sửa chữa đó, nói chung là phải sửa chữa. Phải sửa chữa như vậy, mất thời gian nhiều không ta? Thì nếu mà mỗi anh thợ xây dựng thì nó rất là nhanh thôi, nhưng mà đối như bản thân mình thì nó sẽ rất là khó khăn.
Nếu mà đúng như vậy. Nếu mà chính phủ tự làm thì sẽ rất là khó khăn đúng rồi. Chà. Đúng rồi. Như vậy thì cho một cái kết luận nhỏ thì bây giờ nếu mà mình tự làm thì mình sẽ gặp những cái khó khăn gì? Còn mình được sự hỗ trợ thì mình sẽ tiện hơn trong phần nào? Đúng rồi. Nếu mà ngôi nhà của mình là một người mà am hiểu, mình biết về smart home, mình đã nghiên cứu rồi thì mình có thể tự lựa chọn được. Nhưng nếu mình không biết thì mình phải có một đơn vị để tư vấn là thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà nhà của mình không phải là dân chuyên điện, không biết về hệ thống đường dây nhà mình như thế nào thì mình lại cần phải có một anh thợ điện. Đúng không ạ? Rồi theo đó là mình nếu mà các thiết bị mình yêu cầu mình thích cái mẫu này nhưng đưa về nhà mình không hợp thì bắt buộc lại phải lên anh xây dựng. Đấy, một anh thợ. Nếu mà anh thợ nào vừa kịp xây dựng với kịp điện luôn là càng tốt. Được. Anh nó sẽ qua đi ra cho mình và anh ấy sẽ khoét cho mình các cái box cho phù hợp với thiết bị của mình. Vậy là xong. Còn sau đó thì bên smart home sẽ đến và lắp đặt. Là bên có được đúng không? Đúng rồi, là bên mình sẽ lắp đặt và mình sẽ cấu hình theo cái nhu cầu, cái gu của chủ nhà và công ty đi ha. Rồi. Công ty. Ở công ty mình thì mình thiết kế rất là đơn giản thôi. Một số nhu cầu ví dụ như là ổ cắm tưới lan này. Công ty mình có một cái dàn lan ở phía trước. Tưới cây vẫn được hả? Tưới cây, đây thì mình có chất xếp sẵn cho trong hệ thống của mình là chế độ rồi. Là cứ sáng là từ 6 giờ đến 6 giờ 10 tới 10 phút. Chứ hay vậy? Là cứ kích hoạt thôi, rồi buổi chiều thì từ 4 giờ đến 4 giờ 10 là tự động kích hoạt. Là mình không cần phải quan tâm đến cái việc là hàng ngày phải ra tưới lan hay không. Đấy. Sau đó là hoặc là mình thích thì mình cứ kích vào là tự động tưới lan thôi. Hiện tại là tại công ty đang tưới lan. Mình còn có ổ cắm để điều khiển hồ cá, tại hồ cá mình là chơi thủy sinh, hẹn giờ. Nó cũng tương tự như tưới lan thôi. Ở ngoài ra mình có thể điều khiển được là mà máy lạnh này, điều khiển được rèm cửa. Đấy, đó là những cái mà mình có thể làm. Anh Phú biết là công việc của hiện đại chúng ta thì đi làm về rất là tất bật, rất là mệt mỏi. Nhưng mà nên khi về nhà chúng ta sẽ nếu mà có gì tiện nghi hơn sẽ rất cuộc sống rất là cải thiện hơn rất là nhiều, cuộc sống tốt hơn. Đúng rồi. Cảm ơn được rất nhiều. Thưa quý vị, rõ ràng là hiện tại trong cuộc sống vô cùng tất bật thì chúng ta cần nhiều sự hỗ trợ hơn để chính bản thân chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi về đến nhà. Như vậy thì hệ thống nhà thông minh Smart Home chúng ta đều có thể tự setup được. Nhưng để setup đúng với lại gu của mình, đúng với sự hoàn hảo mà mình mong muốn và đó là setup một cách thoải mái nhất dành cho mình thì đó là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán giả. Nhưng có lẽ Bình Phú thì sẽ có nhờ sự hỗ trợ của anh Phạm Ngọc Được. Cảm ơn Được rất nhiều đã cùng tham gia cuộc sống của ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn Được. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, vừa qua Elon Musk đã chính thức bứt phá và vươn lên trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Điều này không có gì là quá ngạc nhiên vì trong năm vừa qua, công ty của Elon Musk ăn nên làm ra, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn so với những năm trước. Với nhiều người, thì Elon Musk chỉ là một vị tỷ phú nổi tiếng với các ý tưởng điên rồ và phát ngôn táo bạo. Tuy nhiên, Musk lại có rất nhiều tham vọng với thế giới tương lai và ông khao khát làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hiện đại hơn. Chẳng hạn như chinh phục sao hỏa hay kết nối não bộ con người chúng ta với máy tính, kể cả việc phát triển vệ tinh siêu nhỏ để phát Internet từ bầu trời. Tất cả những điều này đã biến Musk thành một vị tỷ phú độc đáo và gây tranh cãi, tốn không ít những giấy mực của báo chí. Nhưng ít ai biết được rằng Musk cũng có rất nhiều những bí mật. Từ khi ông còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và trong suốt quá trình gây dựng sự nghiệp. Khi còn nhỏ, Elon Musk thường hay nhìn về phía xa xăm khi bố mẹ cố gắng nói chuyện với ông. Và điều này đã khiến cho họ nghĩ rằng ông gặp khó khăn trong vấn đề nghe. Thậm chí là bố mẹ đã đưa ông đến gặp bác sĩ, nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Nhưng thực ra tại sao? Musk không hề bị bệnh, mà ông chỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Những suy nghĩ về một tương lai mới, về tên lửa, về xe điện. Và có lẽ là tất cả những ý tưởng này đã khiến ông như tách biệt hẳn với cuộc sống thực tại. Mẹ của vị tỷ phú này cho biết, Musk thường thu mình vào trong những suy nghĩ và khi đó trông thằng bé như thể đang ở trong một thế giới khác vậy. Nếu bây giờ tôi thấy Musk như vậy tôi sẽ mặc kệ vì biết con mình đang suy nghĩ về thiết kế tên lửa hay thứ gì đó tương tự. Nhắc đến Elon Musk, người ta sẽ nghĩ ngay đến xe điện hay tên lửa. Nhưng thật ra sản phẩm đầu tay mà Musk bán lại là một video game các bạn ạ. Năm 12 tuổi nhé, Musk đã tự viết ra một video game và đặt tên là Blaster. Đây là game đơn giản lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng. Sau đó thì ông đã bán đi sản phẩm đầu tiên của mình và thu về $500 thời điểm đó. Tương tự hầu hết những vị tỷ phú công nghệ khác, Musk đã sớm bộc lộ khả năng kinh doanh của mình và ông cũng đã từng bỏ học đại học.
57 tuổi thì Merz chuyển từ Nam Phi sang Canada cùng với mẹ, em gái và em trai. Ông dành 2 năm học tập tại Đại học Kingston ở Ontario. Sau đó thì ông có 2 bằng cử nhân vật lý và kinh tế học từ Đại học Pennsylvania. Tại đây, ông và bạn cùng phòng đã thuê một căn nhà lớn, rồi biến nó thành câu lạc bộ đêm, nightclub và thu phí $5 mỗi người tham dự để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Một ý tưởng khá táo bạo nhưng đã giúp Merz thu về số tiền đủ để ông trang trải cuộc sống. Tiếp đến, câu chuyện tiếp theo thú vị về Elon Musk. Ông chuyển tới California để học thạc sĩ ngành vật lý ứng dụng tại Stanford. Nhưng ở ngôi trường mới này thì Musk lại quyết định bỏ học chỉ sau 2 ngày để có thể thành lập công ty Deep Chill cùng với em trai. Và tới năm 1999, ông bán công ty này cho Compaq với giá $300 triệu. Sau khi hình thành Tesla, dù có nhiều ý tưởng đột phá và đầy hứa hẹn, nhưng ở thời điểm đó thì xe điện là một khái niệm khá viển vông. Và không ai tin rằng xe điện sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường. Chính vì vậy nên công ty của Musk đã gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể duy trì hoạt động, Musk đã phải tìm tới đồng sáng lập kiêm CEO của Google, đó là Larry Page, để đàm phán. Lúc này thì Musk đề nghị Google hãy mua Tesla với giá là $6 tỷ và thuyết phục ông bỏ ra thêm $5 tỷ nữa để mở rộng nhà máy. Đồng thời kèm theo đó là điều khoản cho phép Musk điều hành Tesla thêm 8 năm. Tuy nhiên, khi thương vụ chuẩn bị được hoàn thành, thì doanh số của mẫu xe Model S đã bắt đầu tăng. Tesla nhanh chóng thu hồi vốn và vượt qua khó khăn mà không cần phải bán mình cho Google. Cho lẽ là nhờ vậy nên Musk mới có thể tiếp tục kinh doanh công ty của riêng mình và đạt được thành công như ngày nay. Musk nổi tiếng thông minh và học hỏi, nhưng thực ra ông cũng có bí quyết riêng để ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả. Có thể nói trong một lần trả lời phỏng vấn về cách học tập của mình, thì Musk đã nói, bạn hãy sử dụng sơ đồ cây để hệ thống hóa các kiến thức. Tức là bạn phải đảm bảo tuân theo những nguyên tắc cơ bản như tìm hiểu về thân và cành cây lớn trước khi chúng ta tìm hiểu về lá. Nói cách khác là nếu không có những kiến thức cơ bản, những kiến thức chuyên sâu sẽ không có gì để bám trụ vào được. Đó chính là cách học của Elon Musk. Đơn giản nhưng lại thiết thực và vô cùng hữu ích. Thiết nghĩ xin dành cho các bạn. Bên cạnh đó thì Elon Musk cũng duy trì những thói quen như là ông đọc sách, học hỏi thêm những kiến thức mới để bản thân luôn luôn hoạt động. Với ông thì bí quyết để thành công không phải là dậy sớm mỗi ngày hay mỗi tháng chúng ta phải đọc xong vài quyển sách hay bao nhiêu quyển sách, mà đó chính là tắm rửa sạch sẽ đi đã. Chắc các bạn cũng đều nhớ câu chuyện về nhà vật lý toán học Archimedes. Ông ngâm mình trong bồn tắm mà nảy ra ý tưởng đúng không? Và thốt lên câu nói nổi tiếng Eureka. Và có lẽ là Elon Musk cũng đã học tập điều này. Ông chọn cách tắm rửa sạch sẽ để làm mới và giúp bản thân tỉnh táo hơn để sẵn sàng cho những công việc trong ngày. Từ một cậu bé bình thường như bao người khác, nhưng với lối suy nghĩ khác lạ và là người dám thực hiện hóa ước mơ của mình, dám nghĩ lớn, làm lớn đã giúp Elon Musk gia nhập hàng ngũ tỷ phú thế giới. Để rồi từng bước ông vươn lên vị trí dẫn đầu. Với đà phát triển hiện tại, Tesla được dự đoán sẽ tiếp tục ăn nên làm ra trong thời gian tới. Và chắc chắn Musk sẽ không dừng lại tại đó. Với bản tính của mình, nhất định ông sẽ làm thêm được những điều còn điên rồ hơn nữa và sẽ tiếp tục viết thêm những câu chuyện chưa kể về chính bản thân mình. Đó là những điều bí ẩn về Elon Musk ngày hôm nay mà Tech Story, những câu chuyện về công nghệ dành cho các bạn.